Ở những thành phố lớn gần đây thì xuất hiện những hiện tượng như sau. Khi đến độ tuổi trưởng thành khoảng từ 20 đến 30 tuổi thì kể cả những người độc thân hoặc là mới có gia đình đều xuất hiện nhu cầu sở hữu ô tô. Và khi mà tiềm lực tài chính chưa có hoặc chưa đủ thì... Bố không biết lái xe, mà có biết thì cũng lười lái lắm. Em mua con xe nào lễ lạt Tết về nhà cho thoải mái nhá. Nếu như mà bạn đã có gia đình rồi thì những câu nói kể trên là định nghĩa về xe 7 chỗ. Nhưng mà bạn vẫn phải đi làm trong đô thị hàng ngày, thế nên bạn cần một mẫu xe nữa, gọn gàng, thoáng đãng nhưng mà cũng phải thể hiện được độ chơi. Bố cho mày 2 tỷ quay đầu, nhưng mua con xe nào đừng có phô trương quá đấy nhá. Hãy đến đây để mình chỉ cho các bạn cách chi 2 tỷ đồng một cách thật giản dị. Người không vì mình thì trời chu đất diệt, nên là yêu bản thân thì phải chọn xe cá nhân trước. Ở đây mình có Suzuki Jimny, một mẫu xe không thể cá nhân và cá tính hơn. Đây là một mẫu xe đang được bán ra với giá bán niêm yết 789 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Và đừng quên là Suzuki Jimny có tới 9 phối màu và màu sắc để cho các bạn lựa chọn, thể hiện đúng với cá tính của mình. Trong đấy có những màu khá là mạnh như là vàng đen hoặc là xanh đen. Với hệ dẫn động 4WD, khung gầm body on frame, trục cứng 3 liên kết và các góc kỹ thuật với khoảng sáng gầm lớn, Suzuki từng nói rằng có những nơi mà chỉ Jimny mới có thể đến. Và đây hoàn toàn có thể là một mẫu xe vạch ra những ranh giới mới cho việc di chuyển. Thế nên nếu bạn có sở thích đưa cháu cho ông bà chăm vào dịp cuối tuần và hai vợ chồng cùng xách vali lên đường thì đây chắc chắn là một lựa chọn phù hợp cho những công sở viên ưa thích khám phá. Ngoại thất huyền thoại nhưng bên trong chúng ta có một nội thất vô cùng hiện đại và không thua kém phần đông những mẫu xe được bán ra vào năm 2024. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây rất nhiều nút bấm, những màn hình lớn, những màn hình nhỏ. Tất nhiên là một hệ thống kết nối với điện thoại thông minh. Ví dụ như ở bên tay trái ở đây mình có hệ thống chỉnh gương điện, hệ thống rửa đèn bằng nút bấm điện, kính lên xuống tự động bên cửa lái, kính lên xuống điện bên cửa phụ, một cổng USB AUX. Trên vô lăng thì mình có các phím điều khiển âm lượng, thông tin cũng như là cruise control. Nhìn chung thì một mẫu xe nhỏ gọn với rất nhiều ngăn chứa đồ nhỏ như thế này là một ước mơ của rất nhiều chủ xe, trong đó có cả mình. Mình là một người chủ xe dùng một mẫu xe cũng nhỏ nhưng mà không thể nào có nhiều được những cái vị trí để đồ như thế này. Xe có khả năng ở road tốt nhưng không thể phủ nhận Jimny được lòng cả khách hàng đô thị khi vừa nhỏ gọn, vừa đủ tiện nghi và có thể chống ngập tại những thành phố như Hà Nội và Sài Gòn. Khi bạn gập hàng 2 xuống thì đây là tất cả những gì bạn có cho việc chứa đồ. Vậy nên là sẽ không hề có bất kỳ câu chuyện nào về việc cả gia đình lớn lên Jimny và đi về quê cả. Và giải pháp thì đi sang bên này. Và đây là giải pháp cho vấn đề còn lại. Bạn có thể cầm tiền sang đây và mua tiếp một chiếc Suzuki XL7 Hybrid. Đây là một mẫu xe sẽ không tốn quá nhiều chi phí của bạn trong tổng ngân sách. Và đây quan trọng là một mẫu xe mà có 7 chỗ. Và nếu mà gia đình nhỏ không có nhu cầu sử dụng đến hàng ghế thứ 3 thì Suzuki XL7 có tới 550 lít dung tích chứa đồ để cho mọi người có thể chất đồ thoải mái khi đi về quê. Tính kinh tế cũng là một trong những lợi điểm của Suzuki XL7 Hybrid khi mẫu xe này chỉ tiêu tốn khoảng 5,36 lít cho mỗi 100 km. Đây là một con số khá là ước mơ đối với những người chạy xe dịch vụ nói riêng và với cánh lái xe nói chung. Các bạn có thể không đòi hỏi quá nhiều nhưng mà nhà sản xuất thì vẫn trang bị cho bạn đầy đủ những tính năng cơ bản phục vụ cho những chuyến đi dài của gia đình như là Apple CarPlay không dây, hệ thống ga tự động hay là hệ thống chiếu sáng tự động. Có rất nhiều lợi điểm về tính kinh tế như vậy nhưng mà Suzuki XL7 Hybrid thì không có nhiều sự khác biệt về giá bán đối với phiên bản chạy xăng trước đây. Còn nếu bạn lo ngại về cục pin thì Suzuki đang bảo hành 8 năm hoặc là 160.000 km cho động cơ này. Đây là thời gian bảo hành dài nhất được áp dụng cho một mẫu xe hybrid đang bán tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là một mẫu xe trung tính từ hình dáng đến màu sắc, cho nên là nếu mà bạn có đi công tác hoặc là đi làm về muộn, ông nội hoặc là ông ngoại vẫn có thể đi đón bà cháu bằng chiếc xe này. Số tiền còn lại trong ngân sách có thể cho bạn dư dùng với việc hoàn thành thủ tục ra biển cho hai xe, hoàn thành trách nhiệm và không cần phải nghĩ ngợi về trách nhiệm với gia đình cũng như việc nuôi xe trong 1 đến 2 năm đầu tiên. Có nhiều cách để chi tiêu 2 tỷ sao cho thật giản dị. Nhưng mà mình nghĩ với hai sự lựa chọn kể trên của mình là Suzuki Jimny và Suzuki XL7 Hybrid thì đây là hai sự lựa chọn khá là hài hòa về nhu cầu của gia đình, bao gồm cả tính kinh tế, tính thời trang cũng như là sự yên tâm, bởi vì cả hai mẫu xe này đều là hai mẫu xe mới và gia đình không cần phải quá lo lắng. Cả hai mẫu xe mà mình vừa kể trên đều đang có mặt tại triển lãm Motor Show Việt Nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và các bạn hoàn toàn có thể tới gian hàng của Suzuki để trải nghiệm hai mẫu xe này.
Alo. Alo ạ? Sao bảo mua hai xe 2 tỷ. Thế còn cái xe phân khối lớn nhà là sao?